Không bể hết trơn, thiệt tình. Bữa rày á, thì tôi cũng đang dự tính là mua một cái điện thoại mới để dễ liên hệ với hai đứa con của tôi á, đang học ở thành phố. Bởi cái điện thoại của chúng cũng đã cũ kỹ và lạc hậu, nay thì hư cái này, mai trục trặc cái kia. Cho nên hôm nay là nhân lúc rảnh rỗi tôi có rà trên mạng tìm hàng, thì nhìn thấy một cửa hàng điện thoại có đăng quảng cáo điện thoại chính hãng còn mới 100%, chỉ áp dụng cho khách hàng đăng ký mua online. Đập vào mắt tôi là dòng quảng cáo của một cửa hàng với nội dung là điện thoại chính hãng mà giá 8 triệu. Nay nhân dịp mừng đại lễ 2 tháng 9 nên giảm giá chỉ còn có 2 triệu. Đọc thì thấy rất là hấp dẫn thật đó. Nhưng mà trước giờ tôi cũng khá cảnh giác với hàng khuyến mãi, cứ sợ rẻ là không chất lượng. Tôi cẩn thận đọc tới đọc lui các phần phản hồi của khách đã mua dòng điện thoại này, thì cũng có nhiều khách hàng khen là tuy rẻ nhưng mà chất lượng, còn có hình chụp lại sản phẩm của họ đã mua được. Thì tôi thấy hình thật của điện thoại nhìn đẹp y như hình quảng cáo, cho nên tôi mới quyết định gọi điện thoại qua cửa hàng để hỏi thử. Dạ alo, cửa hàng bên điện thoại nghe ạ. Dạ, cô cho tôi hỏi cái, tôi thấy có đăng quảng cáo bên cái cửa hàng cô bán cái điện thoại chính hãng còn mới 100% gì đó, mà giá 8 triệu, bán khuyến mãi còn 2 triệu á, đúng không cô? Dạ đúng rồi ạ, điện thoại hàng chính hãng mới 100%, còn trong hộp đàng hoàng đó chú. Vậy tôi đăng ký tôi mua một cái cô. Dạ, vậy chú đợi con một chút nha, bên con kiểm tra trên hệ thống rồi báo cho chú nha. Chú chờ máy nha chú. Rồi rồi được. Dạ, con chào chú, con cảm ơn vì chú đã đợi máy. Chúc mừng chú là khách hàng may mắn thứ 8 bên cửa hàng của con. Chú được mua điện thoại chính hãng với giá gốc là 8 triệu nhưng chỉ còn 2 triệu đó chú. Dạ, vậy tôi đăng ký làm sao nữa vậy cô? Dạ, cách thức đăng ký rất là đơn giản. Chú đọc cho con địa chỉ, số điện thoại, rồi con sẽ cho người mang tận nơi đến cho chú nha. Vậy cô cho tôi hỏi luôn á là tôi có được quyền kiểm tra hàng trước khi giao tiền không? Dạ được chứ chú, bên cửa hàng con cho phép khách hàng kiểm tra hàng trước khi trả tiền cho người giao hàng á chú. Dạ. Chú kiểm tra nhưng nhớ là đừng làm chạy xước nha chú, vì hàng mới đó ạ. Chú dạ, kiểm tra kỹ rồi hãy thanh toán cho con 2 triệu cho người giao nha chú. Chú không phải trả bất kỳ một khoản nào nữa nha chú. Dạ, tôi nhớ rồi. Nhưng mà con thông báo trước cho chú, vì đây là hàng khuyến mãi nên quy định bên con là hàng mua rồi không được trả lại nha chú. Không được đổi trả lại. Dạ. Tôi thì cũng từng mua qua những mặt hàng khuyến mãi và biết được những hàng hóa này luôn không được đổi trả mình khi đã mua rồi. Nên tôi thấy cũng rất là bình thường, miễn được kiểm tra hàng trước khi trả tiền là tôi ưng liền. Tôi đọc thông tin số điện thoại của mình, địa chỉ nhà mình, rồi cô ấy hẹn một tiếng sau sẽ có người giao điện thoại tới cho tôi. Dạ, cho con hỏi phải chú Tám không ạ? Tôi là Tám. Dạ. Con bên cửa hàng điện thoại, con sang giao điện thoại cho chú. Bên điện thoại hả? Dạ. Trời, giao nhanh dữ ha. Tranh thủ có khách hàng mà chú. Chú kiểm tra giúp con ơi, còn niêm phong đàng hoàng á. Cậu mở giùm tôi luôn đi. Dạ rồi. Chú kiểm tra lại giùm con cái máy còn mới luôn đó. Thì tôi cũng nhìn thấy đúng là mới thật đó, nhưng mà còn máy móc bên trong như thế nào thì tôi cũng không rành lắm. Nên tôi mới đề nghị với cậu ấy là thôi để nhờ thằng cháu nó rành về công nghệ qua xem giúp tôi. Bây giờ như vậy, cái này tôi quyết định tôi mua nó. Dạ. Nhưng mà ba cái máy móc ở trong á thì tôi cũng không có rành. Thôi giờ cậu ngồi đây chơi xíu đi, tôi chạy qua thằng cháu nhà kế bên đây nè, tôi cho nó kiểm tra giùm cái rồi về chú cháu mình thanh toán tiền. Vậy đâu có được chú, con ngồi đây rồi chú đi, lỡ chú đi luôn rồi sao? Trời, nhà tôi đây mà. Ảnh gần đây không? Kế một bên. Thôi vậy không ấy, chú lấy điện thoại chú điện ảnh chạy qua đây đi. Thôi cũng được.
con không an tâm đâu. Để tôi gọi nó. Vô vô, nhanh 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 nhanh, chạy vô. Ngồi đây chào. Đẹp không? Tôi mới nhờ đứa cháu hàng xóm qua mở máy xem, kiểm tra tới lui các thứ xong thì quả quyết đây là điện thoại xịn, chính hãng đàng hoàng. Máy này máy mới mà kiểm tra gì chú? Máy xịn luôn á. Hàng zin. Dạ. Vậy là chú mua được ha? Dạ được chứ, máy này bình thường không có gì hết. Ồ. Hàng này hàng tốt á. Chú xài hợp. Rồi, chú cảm ơn con. Rồi, đi làm đi, đi làm. Dạ, đi, dạ, đi dạ, con đi làm. Ừ, đi. Chú yên tâm đi. Hàng bên con bán hàng đảm bảo đàng hoàng. Mới cứng đập hộp cho chú thấy luôn đó. Lừa chú sao được mà. Rồi. Rồi vậy chú lấy cái này ha. Rồi. À, cái này rồi có mẫu hành hay gì không? Dạ có chứ chú. Bây giờ á, chú cho con mượn lại, con dán tem bảo hành. À. Với lại chú có mang chứng minh nhân dân đây không? Không, chú để trong nhà. À, vậy chú vô chú lấy đi. Đem ra đây con ghi hóa đơn bán lẻ cho chú. Với lại con chụp hình lại. Sau này điện thoại có trục trặc gì chú mang tới cửa hàng tụi con bảo hành cho chú. Điện thoại này là tụi con bảo hành 1 năm luôn đó. Ồ vậy hay quá ha. Dạ. Rồi rồi nè nè nè, dán tem đi. Chú vô lấy cái chứng minh nhân dân. Dạ. Ngồi nha. Này con, chứng minh dương à. Rồi. À, của chú là 2 triệu nha. Đây. Bây giờ chú ký vô cái hóa đơn này và xác nhận nhận hàng là mới 100%, không hư hỏng hay là lỗi gì. Có điều duy nhất tôi thấy khác thường là phải ký xác nhận hàng này là hàng chính hãng. Tại trước giờ cứ mua các sản phẩm kiểm tra xong là mình thanh toán tiền thôi. Nhưng vì muốn mua được điện thoại chất lượng mà giá siêu rẻ như thế này á, thì tôi cũng đã chủ quan làm theo lời cậu ấy mà quên đi cái sự cảnh giác ban đầu. Mọi việc diễn ra thuận lợi, chưa thấy có dấu hiệu lừa đảo gì. Nhưng sao thái độ của anh giao hàng như đang có âm mưu gì đó. Cùng xem tiếp diễn biến để xem có gì bất thường quý vị nhé. Chị chị. Dạ, chú Tám kêu con hả chú Tám? Ừ. Chạy ra chú hỏi này cái. Để con chú tao cái điện thoại coi. Điện thoại sao nữa? Mới mua mà. Thì mới mua mà rồi chú về chú mở lên chú coi báo rồi chơi game thử chút rồi giờ nó đen thui luôn rồi. Ủa, sao kỳ vậy? Điện thoại mới mua sáng mà. Ừ. Ê, khoan. Chú ơi, cái điện thoại này là hàng nhái. Cái gì hàng nhái? Hồi sáng chú nhờ mày qua mày coi, mày nói là hàng chính hãng. Mày kêu chú mua đi, giờ chú mua mày là hàng nhái, chết tao rồi. Đứa cháu cầm điện thoại lên xem và khẳng định điện thoại này là hàng nhái. Vì thứ nhất, trọng lượng điện thoại nó nhẹ hơn so với điện thoại khi sáng. Cái thứ hai là tia ngoại hình giống điện thoại chính hãng, nhưng logo sản phẩm lại không được sắc nét. Dòng thông tin thì in trên mặt sau điện thoại cũng không giống hàng chính hãng luôn. Đứa cháu nó chỉ ra những điểm bất thường như vậy cho tôi xem, thì tôi nhìn lại thì đúng là khác biệt thật. Mà những chi tiết đó, nếu không phải là người tinh mắt hay là người rành về công nghệ thì cũng khó mà phát hiện ra được. Người bình thường như tôi coi như là chịu thua luôn. Thôi thế bây giờ ông ấy á, chú liên hệ đến cửa hàng đi. Tại vì mình mới mua hồi sáng mà còn bảo hành mà. Chú gọi thử cho người ta đi. Có gì người ta đổi cái máy khác cho chú. À, nó nói bảo hành chú 1 năm. Dạ. Bên cửa hàng trả lời với tôi rằng lúc đặt mua hàng là cô ấy đã dặn trước là hàng đã mua rồi thì không được đổi trả lại bất cứ hình thức nào. Nhưng mà con thông báo trước cho chú vì đây là hàng khuyến mãi nên quy định bên con là hàng mua rồi không được trả lại nha chú. Và lúc giao hàng, nhân viên cũng đã cho tôi kiểm tra và tôi đã ký vào hóa đơn cam đoan là đây là hàng chính hãng đàng hoàng rồi. Bây giờ chú ký vào cái hóa đơn này và xác nhận nhận hàng là mới 100%. Không hư hỏng hay là lỗi gì.
Giờ mua xong xuôi rồi, tôi gọi lại mắng vốn là hàng nhái thì họ không chịu trách nhiệm. Thiệt sự, nghe cô ta nói xong thì tôi cũng cứng họng luôn, không biết nói gì luôn. Nó nói sao chú? Nó nói tại vì sáng chú có ký cam kết là nhận hàng còn mới, hàng tốt đó. Bây giờ nó không có đổi, không có bảo hành gì chứ. Mua hàng mà ký cam kết không được đổi trả hả? Tại vì nó nói cái này hàng khuyến mãi, giá gốc là 8 triệu. Bây giờ nó bán mình có 2 triệu thôi, thành ra là không có được đổi trả. Chú ơi, chú bị lừa rồi. Chú nhớ kỹ là coi, hồi sáng cái lúc mà con cầm cái điện thoại con đưa cho chú rồi dậy làm á, thì có ai đã đụng chạm tới cái điện thoại của chú chưa? Tôi dần nhớ lại chuyện lúc sáng. Bây giờ chú cho con mượn lại, con dán tem bảo hành. Với lại chú có mang chứng minh nhân dân đây không? Không, chú để trong nhà. Vậy chú vô chú lấy đi, đem ra đây còn ghi hóa đơn bán lẻ cho chú. Vậy là chỉ có lúc hắn ta nói tôi đi vào trong nhà lấy giấy tờ mà không cầm điện thoại trên tay á, thì lúc này ở ngoài hắn ta có dư thời gian để đánh tráo chiếc điện thoại của tôi. Thiệt là chiêu trò của bọn lừa đảo giờ tinh ranh quá. Có cả địa chỉ cửa hàng hẳn hoi, có cả kế hoạch lừa đảo đánh tráo. Rất là tinh vi, thật sự cảnh giác đó, nhưng mà vẫn trở tay không kịp. Đây là một bài học kinh nghiệm cho bản thân tôi khi giao dịch mua bán. Tuyệt đối không nên rời mắt khỏi sản phẩm của mình trong bất cứ trường hợp nào. Trí Thuận mong rằng đây sẽ là bài học cảnh giác cho tất cả chúng ta. Nên thận trọng trước những món hàng chất lượng giá hời. Hãy trở thành người tiêu dùng thông minh khi biết lựa chọn những cửa hàng uy tín. Và đừng bao giờ rời mắt khỏi tài sản của mình quý vị nha. Còn bây giờ, Trí Thuận xin mời quý vị cùng đến với tình huống tiếp theo ngay sau đây. Thưa quý vị, theo quy định của pháp luật, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là một trong những quyền cơ bản của công dân được nhà nước và pháp luật bảo vệ. Vậy nên, việc điều tra giám sát điện thoại của người khác là vi phạm pháp luật một cách đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do cá nhân khác nhau mà rất nhiều người vẫn có nhu cầu muốn giám sát nội dung tin nhắn, điện thoại và các ứng dụng của người khác. Lợi dụng nhu cầu này, nhiều kẻ gian đã dựng lên những màn kịch lừa đảo vô cùng tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Chiêu trò và thủ đoạn của những kẻ gian này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi tình huống ngay sau đây cùng với Trí Thuận. Con nói thiệt cho cô biết nha, ổng á, ổng ngày càng càng quá đáng. Đi làm thì đi sớm về khuya, lâu lâu mà được về sớm một bữa, chẳng có ngon ngó ngàng gì tới con hết trơn á. Rồi á, còn ăn cơm ngoài nữa. Con á là con nghi ổng lắm, chắc chắn là bồ bịch gì bên ngoài nè, mỗi cái không có bằng chứng à. Con bình tĩnh lại đi. Chồng con á, cô thấy công việc nó lu bu tùm lum tà la, lấy gì mà con có thời gian mà nó bồ với bịch. Ổng nếu mà không có gì á, ủa sao con mượn điện thoại rồi không cho con mượn, không cho con coi, rồi còn đổi mật khẩu điện thoại nữa. Cô khuyên con á, đừng có ghen tuông bậy bạ. Có gì á thì hai vợ chồng á ngồi lại nói chuyện với nhau. Con mà làm quá, cô á như chồng con cũng bỏ đi á. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 3 năm. Tôi ở nhà làm nội trợ để chồng yên tâm ra ngoài làm việc. Thời gian gần đây á, chồng tôi có những biểu hiện rất là khác thường. Tôi hỏi thẳng á thì ảnh cứ chối. Suốt ngày á cứ ôm khư khư cái điện thoại. Tôi không có muốn nghi ngờ mà cũng không được. Phải chi mà có cái dịch vụ gì mà giám sát qua điện thoại á? À, hay là con thuê thám tử giám sát ổng nha cô. Thôi con điên vừa phải thôi. Con mà làm lớn chuyện như vậy á là sự việc nó càng nghiêm trọng lên đó. Rồi đến chừng đó hai vợ chồng mà khỏi có chuyện mà mãi rồi không có hòa giải được nữa đó. Thiệt sự á là thời điểm lúc đó tôi chỉ muốn biết là anh đang đi đâu, đi với ai, làm gì. Tôi cũng chỉ cần nắm rõ như vậy á để biết ảnh vì công việc, xóa đi sự nghi ngờ và vì hạnh phúc gia đình thôi. Chứ sống với nhau mà cứ nghi ngờ, không giải tỏa được tâm lý thì cũng không ổn. Nói chuyện chưa xong á thì cô tôi có việc ở công ty phải về giải quyết gấp. Thôi bây giờ cô đi về trước nha. Bên công ty á mấy đứa nhân viên mới á nó làm bị sai giấy tờ vậy đó. Bây giờ sếp gọi cô qua kìa.
nha. Cô chưa có giúp gì cho con được hết mà. Thôi bây giờ chiều đi, cô đi làm về cô tạt qua nhà con luôn. Vậy nha. Dạ, vậy thôi cô về đi. Ừ, bình tĩnh là nghe chưa. Dạ, con chào cô. Ừ. Anh đang làm cái gì vậy? Ê, 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 từ từ anh. Có họp gì mà họp hoài. Họp mà không nói được câu luôn á. Đó, cứ mỗi lần mà tôi gọi cho ảnh bất cứ lúc nào, sáng hay tối anh đều trả lời qua loa rồi cúp máy. Không bận họp thì đang gặp đối tác. Thử hỏi coi có người vợ nào mà đang trong hoàn cảnh như tôi mà không bực, không nghi ngờ. Đang lúc bực bội vì chồng mình á, thì có một người phụ nữ lạ mặt không biết từ đâu tới lại tiếp chuyện với tôi. Chị ta nói rằng trước đây chị ấy cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống như vợ chồng tôi bây giờ, mà chị ấy không có cách nào khuyên nhủ chồng. Kiểu như chị em cũng có hoàn cảnh như nhau, thành thử tôi mất đi sự cảnh giác khi nói chuyện với một người xa lạ. Chị ta nói thêm là có sử dụng dịch vụ giám sát qua điện thoại. Dịch vụ này giúp cho mình có được mọi thông tin về người được theo dõi như tin nhắn, cuộc gọi với cả định vị nữa. Tôi nghe qua thì đúng là dịch vụ mà tôi đang cần tìm. Ngày trước á, em có bà bạn giới thiệu em được cái dịch vụ giám sát qua điện thoại. Nhờ được cái dịch vụ này nè, em tìm ra bằng chứng, về đưa cho ổng, không có chối tội gì hết trơn luôn. Mà đã vậy á, ổng còn quay sang ổng yêu thương em nữa, không dám đi đêm, không dám tiệc tùng gì nữa luôn. Trời ơi, hay gì luôn hả? Ừ. Mà cái dịch vụ đó đó, nó hoạt động sao? Thì giá như thế nào? Trời ơi, cái dịch vụ này nó rất là rẻ, mà người ta làm ăn rất là chuyên nghiệp. Lại đây nè, em cho chị số điện thoại, rồi á, chị gọi chị hỏi người ta sẽ chỉ chị cặn kẽ là chị phải làm như thế nào, phải đi bước nào, nghe không? Chứ chị cứ như vậy hoài á, nóng quá là mất chồng như chơi. Chị lấy số điện thoại vô đi. Ok ok. Rồi á, chị gọi cho người ta. Đang có ý nghi ngờ chồng ngoại tình, nhưng lại vô tình gặp gỡ và nói chuyện với một người phụ nữ đã từng có hoàn cảnh giống mình. Nhưng giờ gia đình cô ấy đã êm xuôi hạnh phúc. Chị Thư cũng mong muốn gia đình mình được yên ổn như thế. Nhưng chị vẫn có chút đắn đo. Chị chợt nhớ tới lời cô của mình. Con mà làm lớn chuyện như vậy á là sự việc nó càng nghiêm trọng lên đó. Rồi đến chừng đó hai vợ chồng mà khỏi có chuyện mà mãi rồi không có hòa giải được nữa đó. Chị băn khoăn không biết có nên gọi cho bên dịch vụ giám sát qua điện thoại hay không. Quý vị hãy cùng theo dõi tiếp những diễn biến cuối của tình huống ngay sau đây nhé. Tôi cũng quên đi dịch vụ giám sát qua điện thoại kia, nhưng tình hình của vợ chồng tôi vẫn không khả quan được tí nào. Ảnh vẫn không hề thay đổi. Tối đó là cuối tuần, cũng là kỷ niệm ngày cưới. Ảnh có hứa với tôi là sẽ về nhà ăn cơm, nhưng chờ hoài tới 11 giờ tối vẫn không thấy ảnh đâu. Alo. Alo, anh làm cái gì, đang ở đâu vậy, sao giờ này chưa về nữa? Trời ơi, anh đi gặp đối tác. Anh đang bận lắm, đừng gọi nữa nha. Đối tác cái gì giờ này? Thôi vậy thôi, đi đi. Nè nè, anh. Chị cứ tìm bằng chứng chút đi. Ổng còn quay sang ổng yêu thương em nữa. Alo. À dạ, chị em hỏi có phải là bên mình đang cho cung cấp dịch vụ giám sát điện thoại phải không anh? Bên anh có dịch vụ trọn gói giám sát điện thoại, tin nhắn và các phần mềm khác như Zalo hay là Facebook. Cứ 2 tiếng á sẽ gửi tất cả những dữ liệu mà đã sử dụng về điện thoại của em. Em chỉ việc ở nhà và kiểm tra thôi. Dịch vụ trọn gói này là 20 triệu. Ban đầu khi nghe 20 triệu thì tôi cũng có chút băn khoăn. Đó là một số tiền không hề nhỏ. Nhưng mà nếu như mà phải tiếp tục sống trong cảm giác nghi ngờ, rồi ngày dài tháng rộng sắp tới, tôi thật sự là không chấp nhận được. Chồng tôi á, chẳng những ảnh không giải tỏa được tâm lý cho tôi, mà còn nói tôi là suy diễn, ghen tuông vô cớ. Tôi thật sự rất là ức chế. Tôi phải nghĩ đến cách dứt khoát tình trạng này. Dạ, vậy thì anh cho em hỏi là cách thức đăng ký như thế nào vậy anh? Thì cũng đơn giản thôi. Để hướng dẫn cho em nha. Sau khi anh nhận được tiền thanh toán của em, lập tức anh sẽ cung cấp cho em một tài khoản. Em sẽ sử dụng tài khoản này để truy cập vào một cái website.
Sau đó em sẽ nhập thông tin số điện thoại người cần theo dõi. Khoảng 5 phút sau thì hệ thống sẽ trả về điện thoại cho em một cái đường link. Em chỉ việc nhấp vào đường link đó thì em sẽ có được tất cả những thông tin của người sử dụng điện thoại đó, như là định vị được điện thoại đó đang ở đâu, đã gọi hay là đã nhắn tin cho ai. Chà, hay dữ vậy ta. À, mà có một điều anh muốn nhắc nhở em. Là người bị theo dõi á, sau này mà có thư kiện ra pháp luật thì bên anh sẽ không chịu trách nhiệm vì điều này. Dạ ok anh, em đồng ý mà. Nếu em đã đồng ý với tất cả các điều kiện của bên anh thì anh sẽ cho em một số tài khoản, em cứ việc chuyển tiền vào đó, tất cả mọi thủ tục còn lại để anh lo. Rồi anh sẽ cung cấp cái đường link cho em. Đang trong lúc bế tắc mà có người đưa ra giải pháp giúp mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hẳn ra. Chuyển khoản xong xuôi, tôi gọi cho anh ta để kiểm tra thì điện thoại đã không còn liên lạc được nữa. Quý vị có nhận ra cô gái này và cô gái nhiệt tình sẵn sàng chia sẻ chuyện gia đình với chị Thư là một người không ạ? Hóa ra đây chỉ là màn kịch do hai đối tượng lừa đảo này dựng lên. Vậy là khi ở quán cà phê, vô tình nghe ngóng biết được chị Thư đang ghen và nghi ngờ chồng mình ngoại tình, cô ta liền lên kế hoạch lừa và dùng chiêu bài đồng bệnh tương lân để dễ dàng tiếp cận, dẫn dụ chị Thư sập bẫy, từ đó ra tay chiếm đoạt tài sản. Chị Thư bị mất tiền một phần cũng do nóng vội và sự ghen tuông vô cớ của mình. Dạ alo. Dạ cho em hỏi phải chị Phượng không? Dạ em là Phượng nè. À chị ra chị nhận cái đơn hàng giùm em đi. Chị có cái đơn hàng 1.8 triệu này chị. Dạ anh cho em hỏi là đơn hàng gì vậy anh? À đôi giày thể thao chị. À, dạ 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 được rồi để em ra liền. Tôi có thói quen là hay mua đồ online. Có khi á mà tôi mua nhiều đơn hàng cùng lúc á, tới nỗi mà không nhớ nổi là mình đã đặt những cái món gì luôn á. Mà giao nhận hàng nhiều riết rồi thì coi như mình cũng quen mặt với shipper. Thường á thì khi mà shipper giao hàng tới á nha thì tôi sẽ thanh toán trước luôn, rồi mình mới kiểm tra hàng sau. Mà cái hôm đó lạ là không phải cái người shipper quen mà trước giờ hay giao cho tôi, mà lại là một người khác. Ủa, anh là shipper hả? Đúng rồi chị. Dạ, tại em nhìn anh lạ quá. Thường á là có cái anh shipper quen á, ảnh hay giao cho em ở đây nè. Cái anh đó, ảnh nói công việc, anh xin về quê nghỉ từng lễ rồi. Thì anh thay ca đi một vòng đây nè, thấy mấy chỗ này là giao một vòng đây hết luôn. À vậy hả anh? Dạ. Của em... 1.8 triệu đúng không anh? Đúng rồi, 1.8 triệu chị. Dạ. Anh cho em gửi, anh đếm lại. Cái người đó nói là anh shipper kia ảnh bận công việc gia đình cho nên là mới xin nghỉ làm một tuần. Cái anh này nè anh phải đi giao hàng giùm. Lúc đó khi mà cầm gói đồ lên á thì tôi cũng thấy gói đồ nặng nặng. Thì cũng giống như mà là cân nặng của một đôi giày vậy đó, cũng vừa với cân nặng một đôi giày vậy đó. Cho nên là tôi cũng không có nghi ngờ gì hết. Một phần nữa là do mình đặt hàng online thường xuyên nên quen quá rồi. Thật ra là mình bị chủ quan đó. Nhiều khi mình cũng không có kiểm tra hàng trước. Đâu có ai ngờ là lại có chuyện. Đúng rồi. Cảm ơn anh nha. Rồi cảm ơn chị. Lúc đó thiệt sự tôi còn nhớ là cảm giác của tôi rất là háo hức á. Tại vì cái gói hàng này là tôi chờ đợi lâu lắm rồi. Tôi đặt hàng ở nước ngoài, vận chuyển về Việt Nam á, mất 20 ngày mới nhận hàng được. Vậy á mà không như những cái gì mà tôi mong đợi. Lúc mà tôi mở hàng ra thì thiệt là vô cùng thất vọng. Ủa?
Cái gì vậy trời? Mình đặt đôi giày hiệu mà sao giao đôi giày vậy ghê vậy? Cái đôi giày mà tôi đặt á là giày hiệu, hàng xịn đàng hoàng, tiền tới 1,000,000 rồi mà đâu có ít. Chứ mà lúc mở hàng ra thì lại là một cái đôi giày cũ rích, hàng bình dân nữa. Mà nhìn nó giống như là có người từng mang rồi vậy đó. Lúc đó thì tôi mới cố gắng gọi lại cho cái người shipper lúc nãy nhưng mà gọi hoài cũng không có được. Shipper mà không mất máy là sao trời? Ui là trời. Thôi bao luôn rồi. Ui. Chị Phượng ơi, chị Phượng. Ơ dạ em ra liền. Có hàng chị Phượng ơi. Ủa anh Khôi hả? Sao hồi nãy cách đây 15 phút có anh shipper nào giao cho em đôi giày của nít nè, đâu phải đôi giày em đặt hàng đâu. Ủa là sao em không hiểu? Em mới tới giao hàng cho chị nè. Là à, đôi giày mà 1,800,000 đúng không? Đúng rồi. Là vậy nè, hồi lúc nãy á, em đang ngồi làm việc thì có một cái anh shipper, ảnh gọi em ra nhận hàng, nói là có đơn hàng 1,800,000 giày thể thao. Em ra em nhận, em thấy anh lạ lắm, em mới hỏi là ủa anh ơi, thường là em thấy anh á là giao hàng ở đây nè, mà sao giờ anh không giao nữa mà anh đó anh giao. Ảnh mới nói là anh có việc đột xuất đi về quê, ảnh thay anh đi giao khu vực này mà. Trời đất ơi, em đâu có việc gì đâu, em vẫn đi làm bình thường mà, đâu có về quê. Ủa? Với lại em nói cho chị biết cái khu vực này á là em giao hàng không à. Tại chị biết sao không, mỗi cái khu vực á là sẽ có một cái shipper giao hàng riêng biệt. Bởi vì khu vực này là toàn em giao, bởi vì quen với chị mà. Ừ đúng rồi, nhưng kỳ vậy ta, sao anh nói. Mà vậy nè, ảnh giao giờ em nhìn ở trên đơn hàng á là đúng địa chỉ này, đúng tên em, đúng số điện thoại em mới nhận. Mà giờ em mở ra coi đôi giày nè, thấy ghê không? Trời đất ơi, cái này theo em nghĩ chắc là chị bị lừa rồi đó. Giờ sao? Chứ bây giờ chị nghĩ đi, bỏ 1,800,000 ra mà lấy cái đôi giày của Rick này sao được. Còn cái đôi... Đấy, cái này là đôi giày thiệt. Bây giờ chị muốn coi không, em mở ra cho chị coi. Thôi cho em kiểm hàng đi chứ, nhận đôi giày giống vậy nữa chứ em chết luôn á. Nhưng mà bây giờ em mở cho chị kiểm hàng cũng được, mà phải chị thanh toán cho em nha, em mới dám mở. À được rồi, em thanh toán cho. Rồi. Nè. Trời ơi đúng rồi nè, đôi này mới là đúng thôi em đặt nè. Nè anh nhìn coi khác xa không? Đúng rồi, bây giờ em nghĩ là bây giờ chị là chắc chắn là bị lừa rồi đó. Với lại chị biết làm sao không? Shipper á bây giờ là nó giả dạng á, nó hách thông tin của chị trên trang thương mại điện tử mà chị đặt hàng nè. Rồi nó giả dạng nó giao cho chị để lừa chị đó. Với lại mấy cái trường hợp này á là em đi giao em gặp hoài mà. Em khuyên chị á, mai mốt cẩn thận xíu. Có mà nhận hàng á chị mở ra chị kiểm tra, sau đó hãy đưa tiền. Em biết rồi. Thôi để em vô em lấy tiền gửi anh. Có thể thông tin đơn hàng đã bị hack hoặc bị rò rỉ thông tin từ những lần giao dịch trước, từ đó đối tượng xấu giả dạng làm shipper đến giao hàng, khiến người mua tưởng rằng đó chính là shipper thật nên tin tưởng nhận hàng giao tiền mà chủ quan không kiểm tra gói hàng. Đến khi shipper rời đi, nạn nhân mới mở gói hàng ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện đây không phải là món đồ mà mình đã đặt, thực chất là đồ giỏm. Thưa quý vị, để tránh tình trạng bị shipper giả mạo lừa đảo, người đặt hàng online cần có thao tác kiểm tra thường xuyên tiến trình của đơn hàng. Trước khi giao tiền nhận hàng từ shipper, cần chủ động mở ứng dụng xem cập nhật tiến trình đơn hàng đã đến đâu, có đúng là ở trạng thái đang giao hàng hay không. Bên cạnh đó, với những đơn hàng có giá trị cao, ngay từ lúc đặt hàng, người mua nên yêu cầu về việc đồng kiểm trước khi nhận hàng để tránh những tình huống lừa đảo, mất tiền oan uổng. Đồng thời, mỗi khu vực thường sẽ do 1-2 shipper phụ trách giao hàng. Với những người thường xuyên mua hàng online thì cần nhận dạng các shipper này. Nếu thấy là người lạ đến giao hàng thì nên có sự đề cao cảnh giác.
Và cũng phải nói thêm rằng nhiều người khá chủ quan trong việc bảo mật thông tin cá nhân. Hành động để lại số điện thoại, địa chỉ cá nhân công khai trên các trang mạng xã hội sẽ dễ dàng bị kẻ gian lợi dụng để ship hàng lừa đảo, hoặc là thói quen vứt bao bì gói hàng có đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại bên ngoài cũng tạo điều kiện cho kẻ gian biết được sở thích mua sắm của người mua, rồi từ đó lên kế hoạch giăng bẫy. Người dân cần lưu ý để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo. Cái đi em, cái đi. Em đau quá. Trời, cứu chị ơi. Chị ơi. Cứu giùm vợ em đau bụng quá trời luôn chị ơi. Giúp giùm vợ em đi chị. Sao vậy anh? Dạ em không biết nữa. Vợ em bị đau bụng quá trời luôn, chị có thuốc giảm đau không chị? Nhưng mà chị có bệnh nền gì không? Dạ. Dạ, vợ em có tiền sửa đau bao tử chị, mà giờ đau quá em biết sao nữa chị. Giúp em đi chị. Có thuốc giảm đau cấp không chị? Ơi, chờ em chút em lấy thuốc cho. Dạ, dạ. Đau quá. Dạ, đem cái xuống chị lấy thuốc cho uống nè. Chị ơi, cứu em với chị ơi, em đau quá. Thông thường khi bán hàng cho khách á, thì tôi chỉ đứng ở trong quầy rồi mình đưa thuốc ra cho khách thôi. Riêng cái lần đó là tôi thấy cái cô bệnh nhân á, cổ đau đớn quá rồi cổ tới mức mà cổ ngồi thụp xuống dưới luôn. Tôi cũng sợ có chuyện gì đó cho nên là tôi mới chạy ra ngoài coi tình hình với lại là đưa thuốc cho cổ uống. Đâu có ai ngờ đâu là trong lúc mà tôi lơ là thì cái người đi cùng với cái cô bệnh nhân đó đã dở chiêu trò với tôi. Gán đi em. Trời, chị ơi, chị giúp giùm em với chị ơi. Vợ em, chị ơi, chị giúp giùm em với chị ơi. Chị ơi, cho vợ em uống thuốc giùm em với chị. Chị uống thuốc này đi. Chị ơi, chị coi giùm vợ em coi có bị đau một hồi gì không chị? Đau ở chỗ nào vậy? Tự nhiên đau quá trời luôn, không biết sao luôn á. Em đau ở đây nè chị. Cái này á, em nghĩ là chị bị gì nữa rồi đó, chứ không phải là bao tử không đâu. Bây giờ có gì anh đưa cho anh chị vô bệnh viện nha. Em đỡ đau cho em. Anh đưa chị vô bệnh viện liền đi. Dạ. Tôi cho uống thuốc nhẹ à, sợ không cầm được lâu á. Dạ. Ráng đi em. Vậy có gì em gửi tiền thuốc cho chị nha chị. Dạ thôi được rồi anh ơi, anh đi đi, anh chở chị đi vô bệnh viện liền. Dạ. Đi. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Lên đi em. Em cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ không có gì. Cảm ơn chị nhiều lắm. Ủa sao mới đau quằn quại đây mà lên xe cái tỉnh bơ vậy? Ủa thấy hũ thuốc của mình nó trơn rồi. Hai vợ chồng này dàn cảnh nó lừa. Sau đó thì tôi mới xem lại camera thì mới phát hiện đúng là cái cặp vợ chồng đó là hai cái tên lừa đảo. Người phụ nữ thì ôm bụng giả vờ đau đớn quằn quại. Một người bán thuốc như tôi thì đương nhiên là mình phải quan tâm tới bệnh nhân chứ. Cô gái đó hả, còn cố ý tỏ ra là đau tới mức mà ngồi thụp xuống luôn. Chính là để cho tôi phải lo lắng, phải chạy ra khỏi quầy để đưa thuốc cho cô ta đó uống đó. Tôi nghĩ đó là cái chiêu trò của tụi nó để làm cho tôi mất cảnh giác á. Rồi trong lúc mà tôi chăm sóc cô ta thì cái người nam kia đó, ổng mới gom hết mấy cái hũ thuốc mà tôi trưng bày trên bàn, bỏ vô ba lô. Toàn là những cái loại thuốc nhập, thuốc đắt tiền. Tôi mất tới mấy triệu bạc luôn á. Ngay cái khi mà tụi nó lên xe rời đi á, thì lúc đó tao tự nhiên cái cô gái đó hết đau bụng, ngồi thẳng lên rồi ôm eo người kia rất là bình thường, không có giống như cái lúc mà cô đó đang đau đớn khi mà ở trong tiệm thuốc của tôi nữa. Thiệt đó là một cái bài học nhớ đời đối với tôi á. Thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều chủ tiệm thuốc Tây cho biết đã gặp phải những tình huống tương tự như vậy. Có trường hợp kẻ gian đóng giả làm khách, liên tục hỏi và yêu cầu lấy nhiều loại thuốc khác nhau, khiến cho những người bán thuốc, nhất là những tiệm chỉ có một người bán, mất cảnh giác. Từ đó bọn chúng nhân cơ hội lấy trộm nhiều hũ thuốc hàng nhập đắt tiền được trưng bày trên quầy. Và chính vì vậy, người chủ tiệm thuốc Tây cần lưu ý đề phòng với trường hợp những khách hàng liên tục hỏi hàng nhiều loại thuốc khác nhau. Rất có thể đó chính là cách đối tượng dùng để đánh lạc hướng, hòng ra tay trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó cần có sự cẩn trọng trong việc trưng bày các loại thuốc. Tốt nhất là nên đặt thuốc vào trong tủ, với những tủ thuốc trong phạm vi tiếp cận của khách thì cần có ổ khóa chắc chắn. Thông qua tình huống này, có thể thấy
những kẻ lừa đảo có thể sử dụng chiêu trò khó ngờ. Đôi khi chúng ta nghĩ không thể xảy ra, nhưng trên thực tế vẫn có người bị lừa. Và chính vì vậy, cẩn thận, cảnh giác là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ quý vị nhé. Thời gian gần đây thì tôi cũng có nghe báo đài nói về cái chuyện cài đặt định danh điện tử gì đó, thì không có rành lắm. Mình chỉ biết sơ sơ là toàn bộ giấy tờ thông tin của mình được nhập vô một cái ứng dụng gì đó để cơ quan nhà nước họ quản lý. Chân cẳng nó nhức quá đi. Thầy gọi vậy không biết. Alo, ai vậy? Dạ, cô có phải là cô Nguyễn Thị Thu Thủy ở đường số 1, phường 6 không ạ? À, đúng rồi. Nhưng mà cậu là ai? Dạ, con xin tự giới thiệu. Con tên là Cường, công an khu vực mới của mình ạ. À, vậy hả? Tại vì tôi nghe cái tên sao nó lạ quá. Mà có chuyện gì không cậu? Dạ cô nghe lạ là đúng rồi. Tại vì anh Trung công an khu vực của mình á mới chuyển công tác, thì con mới được bổ nhiệm về đây. Dạ hôm nay cô gọi cho cô là để kiểm tra công dân trong phường mình. Đã đến công an phường để cài đặt định danh điện tử mức độ 2 chưa ạ? À cậu ơi, từ từ rồi tôi đi. Tại mấy hôm rày á, cái chân tôi nó đau quá. Tôi đi tới đi lui không có tiện á cậu. Tại vì trong địa bàn phường của mình á cũng có một số cô chú lớn tuổi, đi lại cũng khó khăn, bất tiện. Thì hôm nay con gọi cho cô để hướng dẫn cho cô cài đặt trên mạng. Mình cài đặt định danh điện tử trên mạng được luôn, khỏi phải đi ra công an làm. Dạ đúng rồi cô. Cô chỉ cần ngồi tại nhà và cài đặt, không cần phải đi đâu hết. À ơi, vậy là tiện quá. Tại vì hổm rày á, cái cô tổ trưởng nè cứ qua đây nhắc nhở, kêu là phải đi lên phường làm cho nó xong. Nhưng mà cái chân tôi đây nè, trái gió trở trời cái rớt nhất quá đi, tôi chưa có đi được. Mà nếu mà cậu nói mà làm cái kiểu đó được á, trời tốt quá. Dạ, vậy bây giờ con sẽ hướng dẫn cụ thể cho cô cách thức cài đặt như thế nào ha. Vậy hả cậu? Dạ, bây giờ cậu hướng dẫn cho tôi rồi tôi làm luôn được luôn hả? Dạ, rất là nhanh cô ơi. Bây giờ con sẽ gửi cho cô một cái đường link. Cô bấm vào đường link đó, cô sẽ thấy một cái ứng dụng. Cô bấm vào ứng dụng và cô tải ứng dụng về điện thoại của mình. Rồi cô điền đầy đủ tất cả thông tin của cô vào trong đó. Cô nhớ là điền chính xác giúp con. Điền xong, cô bấm kết thúc. Là cô đã hoàn thành xong. Coi như là mình đã đăng ký xong mức độ định danh điện tử cấp độ 2. À, được rồi, để tôi tải rồi tôi làm luôn. Dạ, vậy bây giờ con sẽ gửi cho cô cái đường link. Và cô cứ căn cứ theo những gì con hướng dẫn từ nãy giờ cô làm. Nếu có gì thắc mắc cô cứ gọi cho con. Rồi, cảm ơn cậu nha. Dạ, vậy nha cô. Dạ. À, bây giờ làm qua mạng vậy cho nó gọn, nó tiện nữa. Có lý đâu mà bắt đi lên phường. Trời đất ơi, chân cẳng thì đau, già cả nữa. Thôi bây giờ á, đi vô lấy giấy tờ ra, rồi làm luôn. À, để quên. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì hết, vẫn đinh ninh cho rằng cái cậu này là công an thật, đang hỗ trợ mình làm cài đặt định danh điện tử. Sau đó thì cậu ta gửi cho tôi một cái tin nhắn, tôi mở tin nhắn ra thì thấy cái tin nhắn ghi như vậy nè. Để thực hiện cài đặt định danh điện tử, vui lòng bấm vào đây, tải ứng dụng. Thì đọc tin nhắn thấy ghi như vậy thì tôi mới làm theo, bấm vô cái đường link đó. Sau khi mà bấm vô á thì nó hiện ra một cái ứng dụng. Tôi nhớ rõ ràng là cái ứng dụng đó để hình logo của cơ quan nhà nước, đúng y như những gì cậu ta nói. Thay vậy cho nên lúc đó tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì hết mà bấm tải về luôn. Sau đó thì tôi cũng điền đầy đủ thông tin vô cái ứng dụng đó, bao gồm là căn cước công dân nè, giấy đăng ký xe, rồi bằng lái xe, bảo hiểm y tế này đó. Yeah.
có tin nhắn à. Ủa sao tin nhắn ngân hàng? Tài khoản của quý khách vừa giao dịch 136.800.000 đồng. Bây giờ số dư là số 0. Ủa là sao? Ủa nãy giờ mình đâu có bấm cái gì đâu mà tự nhiên mà tài khoản nó bị mất là sao? Có khi nào ứng dụng ngân hàng nó bị lỗi không? Sau đó thì tôi mới lên ngân hàng. Bên ngân hàng báo đúng là tài khoản của tôi đã thực hiện một giao dịch chuyển hết tiền trong tài khoản 130.000.000 đồng sang một cái tài khoản khác. Thấy mọi chuyện bất thường nên là bên ngân hàng mới hỗ trợ tôi liên hệ báo cho công an để làm việc. Thì tới tận lúc này tôi mới biết là mình bị lừa đảo. Thì ra cái cậu thanh niên gọi điện cho tôi hướng dẫn tôi cài đặt định danh điện tử, cậu ta là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Chính xác là như vậy, lợi dụng việc người dân đang quan tâm đến cài đặt định danh điện tử, nhưng một số người cao tuổi lại không rành về công nghệ. Chính vì thế, kẻ gian đã giả mạo là công an, gọi đến số điện thoại của người dân, chủ động đề nghị hỗ trợ cài đặt định danh điện tử qua mạng. Sau đó, hắn ta gửi cho nạn nhân một đường link và yêu cầu tải về ứng dụng. Tất nhiên, để khiến con mồi tin tưởng, bọn tội phạm đã thiết kế hình ảnh trên ứng dụng rất giống với ứng dụng thật. Nếu không có kinh nghiệm, sẽ khó phân biệt. Thế nhưng thực chất, đây lại là một ứng dụng có chứa mã độc. Khi nạn nhân tải ứng dụng này về, đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho kẻ gian hack và xâm nhập vào điện thoại của mình, kiểm soát nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng được lưu trong điện thoại, từ đó chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản. Bên cạnh đó, việc nạn nhân điền đầy đủ các thông tin cá nhân, thông tin các loại giấy tờ của mình vào ứng dụng đã vô tình khiến kẻ gian nắm được rất nhiều thông tin cá nhân của mình. Rất có thể, bọn chúng sẽ sử dụng các thông tin này cho mục đích lừa đảo trục lợi hoặc mua bán thông tin cá nhân. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, hộp thư Chuyện Cảnh Giác liên tục ghi nhận nhiều vụ việc lừa đảo dưới hình thức tuyển dụng việc làm, và đáng nói hơn khi đa phần các nạn nhân lại là những sinh viên. Kiếm việc làm thêm để có thêm thu nhập trang trải chi phí học tập hay để nâng cao vốn sống cho bản thân. Thế nhưng một số sinh viên đã phải rơi vào tình cảnh vỡ mộng khi nhận ra tất cả chỉ là lừa đảo. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi tình huống sau đây đã được chúng tôi tái dựng lại dựa trên một câu chuyện có thật từ một trong các nạn nhân bị mắc bẫy lừa. Tôi là sinh viên theo học liên thông đại học hệ vừa học vừa làm. Ban ngày thì tôi đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, buổi tối thì tranh thủ đi học. Tôi thuê phòng trọ ở cùng với một đứa bạn, nó cũng học chung với tôi luôn. Ôi, mệt quá. Đúng như chết luôn. Gì dạ, tự nhiên mới đi làm về cái mặt bí xị vậy, đừng nói với tôi á là bị sếp la nha. Nói chung á cũng không có bị la gì. Mà ở chỗ tôi làm á nhiều công việc quá, mà có một mình tôi làm mà. Đúng như chết luôn, bà nghĩ đi, ngày nào cũng một mình tôi á đóng mấy trăm thùng hàng lớn nhỏ, rồi còn phải chất thùng lên nữa. Riết rồi ngày nào tan ca về á, tôi đi cũng không nổi luôn á. Nhiều khi á, tối về đi học á, không căng mắt ra nổi luôn để học, lấy đâu mà học nữa. Dạ anh ơi, cho em hỏi anh có phải anh Cường không ạ? Anh là Cường nè, tụi em là ai? Dạ, hôm qua em có gọi cho anh hỏi về xin làm nhân viên siêu thị á anh. Anh nhớ rồi, hai đứa cho anh xem hồ sơ nha. Dạ, dạ đây. Đợi xíu nha. Dạ. Tụi em đều là sinh viên hết hả? Dạ đúng rồi. Nói chung là cái công việc này á rất phù hợp cho các bạn sinh viên. Dạ. Thứ nhất á là các bạn sinh viên là còn trẻ nè, là có đầu óc, có tư duy, cho nên là các doanh nghiệp thường rất thích.
Với lại anh thấy trong hồ sơ này nè, là các bạn cũng có kinh nghiệm đi làm nè, cho nên là anh thấy rất là ok đó, rất là phù hợp với công việc này. Dạ. Vậy anh ơi, có gì á nhờ anh sắp xếp cho tụi em làm cái siêu thị nào gần nhà cho tiện đi lại nha anh. Dạ. Thì để anh coi coi. Cái địa chỉ này của tụi em á, thì gần đây là có một cái siêu thị rất là lớn, để anh sắp xếp cho tụi em làm gần đây ha. Cách nhà khoảng 1 km à, được không? Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi, thì bây giờ anh cũng nói luôn ha. Thì bây giờ là cho bên tụi anh á, là xin cái chi phí á, là mỗi bạn là 100.000, với lại thêm 350.000 tiền làm cái thẻ gắn chip của bên siêu thị á. Ủa, là tụi em phải đóng phí trước nữa hả anh? Thì để anh giải thích cho tụi em hiểu ha. Dạ. Thì 100.000 này á, là chi phí làm hồ sơ của bên tụi anh. Thì đúng ý ra là mỗi bạn sẽ là 500.000, nhưng mà công ty tụi anh á là ưu tiên cho các bạn sinh viên, nên là thu mỗi bạn 100.000 thôi. Còn 350.000 này á là phí thu của bên siêu thị. Tại vì tụi em làm nhân viên bán hàng á, thường xuyên ra vô cái kho sản phẩm á, cho nên là làm cái thẻ mà gắn chip á, thì nói chung là siêu thị quản lý tụi em xíu thôi. Cái công việc này á, nghe qua thì là thấy tốt rồi đó, nhưng mà chưa đi làm ngày nào, chưa nhận được đồng lương nào hết, tự nhiên cái kêu phải đóng tiền. Lúc đó tôi thấy cũng kỳ kỳ. Nhưng mà cái cách anh đó lý giải các khoản chi phí á, nghĩ lại á, thì thấy cũng hợp lý. Nên thôi tôi cũng ráng mà đóng. Tại vì đâu phải dễ mà tìm được công việc tốt, chỗ làm lại ở gần phòng trọ nữa. Cho nên là tôi chỉ biết nghe theo chứ cũng không dám hỏi gì nhiều. À, dạ rồi em hiểu rồi. Mà anh ơi, vậy là bây giờ tổng cộng là hai đứa tụi em là mỗi đứa là phải đóng cho anh 450. Đúng rồi, mỗi bạn là 450. Dạ. Dạ để em đóng luôn. Dạ em dạ. Gửi. Rồi. Đây, của em. Rồi, của em ha. Đợi anh xíu nha. Rồi, anh nhận mỗi bạn 450 nha. Đợi chút xíu. Sau khi mà tụi tôi đóng tiền xong thì cái anh đó còn ghi biên lai hẳn hoi luôn. Trên tờ biên lai đó cũng ghi rõ là trung tâm tuyển dụng việc làm, có cả địa chỉ, số điện thoại rất là chi tiết đầy đủ. Cho nên là lúc đó tôi cũng yên tâm phần nào. Đây là anh gửi em biên lai thu phí của bên anh ha. Dạ. Thì 3 ngày sau thì tụi em cứ tới cái địa chỉ mà anh đã ghi trong đó thì gặp nhân sự của bên siêu thị đó. Nhớ là ngày hôm đó tới thì mình ăn mặc lịch sự nhất, tốt nhất là nên mặc quần áo sơ mi. Rồi lên đó mình sẽ nhận công việc luôn ha. Dạ. Rồi. Dạ, tụi em cảm ơn anh, tụi em đi về. Dạ. Rồi. Chào anh, em về. Rồi, chào tụi em nha. Dạ, cảm ơn anh. Thấy mọi chuyện suôn sẻ, tôi cứ đinh ninh là mình đã tìm được công việc làm tốt. Thì theo như ảnh hẹn, 3 ngày sau thì tôi với nhỏ bạn mới tới cái địa chỉ văn phòng nhân sự của bên siêu thị. Lạ ở chỗ là văn phòng nhân sự của siêu thị nhưng mà lại không nằm trong siêu thị mà lại nằm riêng ở bên ngoài. Dạ, em chào chị. Em chào chị. À, chào hai em. Hai đứa tới nhận việc hả? Dạ. Dạ. Đọc tên chị Rà trong danh sách nha. Dạ, em là Nguyễn Thiên Kim. Còn của em là Nguyễn Quỳnh Ngọc Hằng. À, tên hai đứa có trong danh sách rồi nè. Dạ. Đưa biên lai cho chị. Biên lai trung tâm giới thiệu việc làm gửi. À, dạ có, dạ có. Biên lai. Dạ, đây là chị, biên lai của em. Dạ, của em. Rồi. Hai em coi hồ sơ nha. Có sai gì không? Dạ không. Dạ. Rồi, vậy là bây giờ khoảng thứ hai tuần sau á, hai đứa tới siêu thị trên đường số 6 nha. Rồi nhận việc, vô đó chỉ đọc tên ra thôi. Sẽ có người á, là họ phát thẻ nhân viên nè, phát đồng phục cho mình. Nhớ ngày đầu tiên đi á, không được đi trễ nghe chưa. 6 giờ có mặt được rồi. Tại vì ở đó nhân viên họ làm việc sớm lắm, siêu thị mở cửa sớm nữa. Mấy ngày đầu tiên tụi em làm việc sẽ có người hướng dẫn công việc cho. Dạ. Dạ mà chị ơi, là tụi em đã được nhận vào làm hả chị? Tụi em kiểm tra đi rồi tụi em ký tên vô. Dạ. Dạ chị cho em mượn cái viết cho chị. Nè. Dạ, em gửi. Rồi. Dạ, đây, em gửi. Không thắc mắc gì hết ha.
Dạ. Rồi, hai cái hợp đồng này xong rồi, hợp đồng thử việc xong rồi. Bây giờ á, tới cái khoản này là bên siêu thị sẽ trả lương vào ngày năm tây hàng tháng. À, cho nên tụi em á, phải làm thẻ ATM và đồng phục nữa. Bây giờ mỗi đứa đóng cho chị là 150 ngàn tiền làm thẻ và 200 ngàn tiền đồng phục nha. Ủa, chị, là bây giờ là phát sinh thêm phí nữa hả chị? Ừ. Đâu có phát sinh gì đâu em. Cái này là phí quy định bình thường mà. Tại vì á, tụi em phải đóng tiền thẻ, rồi đóng tiền đồng phục nữa, thì mỗi đứa đóng 350 là đủ rồi. Ờ, nhưng mà chị ơi, tụi em có thẻ ngân hàng rồi, bây giờ mình trừ cái phí đó ra được không chị? Đưa thẻ chị coi nha. Dạ, đây nè chị, thẻ của em nè. Dạ của em. Hai đứa ơi, thẻ của tụi em á không cùng ngân hàng bên siêu thị rồi. Mà siêu thị á là muốn trả lương độc nhất luôn. Chứ không thể nào mà trả cho người này cái ngân hàng này và người kia nhân viên ngân hàng khác được. Vậy là bây giờ á, tụi em phải đóng tổng cộng thêm là 350 nữa. Ừ. Để làm thẻ với lại nhận đồng phục. Đúng rồi, có 350 có việc làm mà. Cứ tưởng đâu vậy là xong xuôi thủ tục được nhận vào làm việc tại siêu thị rồi. Ai có ngờ đâu tới phút chót lại còn bị tốn thêm tiền nữa. Mà bây giờ xong xuôi hết hồ sơ thủ tục rồi, nếu như mà không chịu đóng thêm tiền thì chắc chắn là sẽ mất công việc này. Với lại trước đó thì cũng đã đóng 450.000 rồi, giờ mà không đóng tiếp thì coi như là vừa mất việc, vừa mất luôn 450.000 kia nữa. Nghĩ vậy cho nên là tôi đành bấm bụng đóng thêm tiền cho họ. Đóng rồi. Dạ, của em nè chị. Ừ. Hai đứa ký tên nha. Rồi, hai đứa nhớ nha, thứ hai tuần tới nha. Dạ. Đừng có mặc trễ nha hai đứa. Dạ. Ừ. Hai em về đi. Cho em lấy cái thẻ. Ừ. Nhớ cầm hồ sơ về em. Tới ngày đó tới. Nè. Dạ, em tụi em về. Dạ, cảm ơn chị. Đúng một tuần sau thì hai tụi tôi mới tới siêu thị để nhận việc. Nhưng mà bất ngờ là bên siêu thị họ hoàn toàn không biết cái gì hết về cái chuyện mà tuyển dụng nhân viên bán hàng này hết. Thậm chí họ còn nói là số lượng nhân viên hiện tại bây giờ là đang đủ rồi, cho nên là bên siêu thị chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm. Nghe tới đây là tụi tôi thật sự rất bàng hoàng luôn. Mới vội vàng liên hệ lại với bên trung tâm tuyển dụng thì bên họ là họ phủi toàn bộ trách nhiệm luôn. Chỉ nói là họ đã hoàn tất hồ sơ cho tôi rồi, là xong nhiệm vụ rồi. Có thể là tụi tôi không đạt đủ điều kiện nên không được bên siêu thị chọn. Lúc này thì tôi mới nhận ra là mình đã bị lừa rồi. Khi mà tụi tôi quay trở lại cái chỗ văn phòng hôm trước để gặp lại cái người tuyển dụng thì họ từ chối không tiếp đón tụi tôi nữa, còn nói là không biết tụi tôi là ai hết. Vậy là đã rõ từ đầu đến cuối đây là một màn kịch lừa đảo bài bản. Các đối tượng đăng tải bài viết tuyển dụng việc làm lên mạng xã hội với tính chất việc nhẹ lương cao, chủ yếu nhắm tới sinh viên. Bởi trên thực tế, sinh viên thường thiếu kinh nghiệm sống và dễ dàng tin người. Và chính vì vậy, khả năng cao sẽ bị dính bẫy lừa. Khi chị Hằng và chị Kim đến xin việc làm, các đối tượng luôn tỏ ra thân thiện, nhiệt tình tiếp đón rồi nhiều lần đưa ra các khoản chi phí cần phải đóng. Thậm chí chiêu trò của bọn chúng là còn tinh vi đến mức dẫn dắt nạn nhân qua đến hai địa chỉ khác nhau để làm thủ tục xin việc, có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhưng mục đích thực sự đằng sau chính là để có cái cớ mà đưa ra thêm các khoản chi phí khác nhau, buộc người xin việc phải đóng tiền. Bởi nếu đề nghị sinh viên đóng tiền đến 800.000 đồng thì chắc hẳn sẽ thấy chi phí cao mà từ bỏ. Vì vậy đối tượng cố tình dàn dựng để chia ra thành hai lần đóng tiền ở hai nơi khác nhau, các khoản chi phí cũng khác nhau để các nạn nhân dễ dàng sập bẫy. Người dân cần hết sức tỉnh táo trước những thông tin tuyển dụng việc làm qua mạng, cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng về đơn vị môi giới việc làm và cả tài khoản mạng xã hội đăng bài tuyển dụng, xem có thực sự là đáng tin hay không, có uy tín hay không. Đừng bao giờ dễ dàng tin người, mà thay vào đó cần phải có sự cẩn trọng, cảnh giác trong mọi tình huống. Khi làm thủ tục xin việc hay là đi phỏng vấn việc làm, nếu bị yêu cầu đóng chi phí, có thể là những khoản như là chi phí đồng phục, chi phí làm thẻ ATM, chi phí làm hồ sơ, chi phí đào tạo, thì cần phải xem xét kỹ lưỡng, tuyệt đối không vội vàng đưa tiền. Bởi trên thực tế,
Trong thời gian đầu, thông thường chúng ta chỉ được nhận vào làm với vai trò là thử việc, và ở vị trí thử việc thì chưa cần thiết phải đóng các khoản chi phí như vậy. Và cũng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến chia sẻ, quý vị hãy gửi về địa chỉ email truyenkanhgiacvn@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng trong khung giờ quen thuộc vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, tuần này Chuyện Cảnh Giác mang đến câu chuyện của một người phụ nữ là chủ quán ăn. Chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, yêu cầu chị thực hiện các thủ tục tập huấn phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm. Chiêu thức lừa đảo này cụ thể ra sao? Liệu nạn nhân có sập bẫy lừa hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Lúc đó tôi mới vừa mở một cái quán đồ ăn sáng, quán thì quy mô cũng tương đối. Thời điểm đó là tôi vừa mới hoàn tất xong cái thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh thì nhận được cuộc gọi từ một cái số điện thoại lạ. Alo. Dạ, cho tôi hỏi số điện thoại này có phải của chị Nguyễn Hồng Nhung, chủ kinh doanh dịch vụ ăn uống Hồng Nhung ở khu phố 6 đúng không ạ? À, dạ đúng rồi anh. Số căn cước công dân của chị có phải là 0867-8257 đúng không? À dạ đúng rồi, mà có chuyện gì vậy anh? Chào chị, tôi là Tuấn, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh. À, bên mình là hộ kinh doanh mới. Cuối tháng ngày 30 lúc 8 giờ sáng, chủ hộ kinh doanh có mặt tại trụ sở của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để tập huấn cứu hộ phòng cháy chữa cháy và nghe phổ biến về an toàn thực phẩm theo quy định đó chị. Chị mới nói chuyện mấy câu đầu tiên thôi mà người này đã nói đúng hoàn toàn họ tên tôi nè, rồi số căn cước công dân, địa chỉ cửa hàng, còn biết luôn là tôi kinh doanh quán ăn mà là hộ kinh doanh mới nữa chứ. Vậy nên lúc đó là tôi chỉ nghĩ đơn giản là họ phải là bên cơ quan chức năng thì họ mới nắm được những cái thông tin này chứ. Chứ người ngoài làm sao mà biết rõ ràng như vậy được. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của nạn nhân mà thôi. Còn thực tế hiện nay, các thông tin cá nhân từ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà đến cả số căn cước công dân và những thông tin liên quan khác đều có thể bị các đối tượng lừa đảo nắm được thông qua hình thức mua bán thông tin khách hàng. Vì vậy, nếu có một ai đó nói chính xác về các thông tin cá nhân của mình, thì quý vị cũng không nên vội vàng tin tưởng cho rằng đó là cơ quan hay tổ chức uy tín nào, bởi không loại trừ khả năng đó là những kẻ lừa đảo đang tìm kiếm con mồi. Nhưng mà cái này có phải bắt buộc không anh? Hay là sao anh? Dạ, cái này là bắt buộc nha chị. Theo thủ tục thì ngày 30, chị cứ đến trụ sở tập huấn. Hôm đó cán bộ sẽ hướng dẫn hỗ trợ cho chị. Sau buổi tập huấn thì chị sẽ nhận được 2 bình chữa cháy loại lớn cùng với giấy chứng nhận là đã hoàn thành được cái lớp nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm. Như vậy á, là cái hộ kinh doanh của chị sẽ đạt điều kiện đó chị. À dạ rồi, rồi. Vậy có gì ngày 30 tôi sẽ lên tôi tập huấn. Dạ, cảm ơn anh. Người đó nói với tôi á, là phải có cái giấy chứng nhận hoàn thành huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm thì hộ kinh doanh của tôi mới đạt đủ cái điều kiện kinh doanh theo quy định. Cho nên á, là tôi mới thấy cái chuyện này quan trọng. Mình mở quán ăn thì mình phải làm đầy đủ giấy tờ theo quy định hết. Chứ nếu không á, thì sau này ảnh hưởng tới công việc làm ăn của mình rồi sao? Thực ra đoạn nói chuyện vừa rồi chính là chiêu thử con mồi. Kẻ gian vẫn muốn xem thử con mồi có hiểu biết về lĩnh vực này, có sự đề phòng, có tính cảnh giác hay không. Trong trường hợp này, nạn nhân đã quá dễ dãi tin người mà không có động thái kiểm tra lại thông tin, nhận thấy sự nhẹ dạ cả tin của con mồi. Lúc này, kẻ lừa đảo bắt đầu dở ra chiêu trò. Tuy nhiên trước buổi tập huấn thì chỉ cần phải tự tham khảo, học qua các tài liệu thiết yếu về phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm để có sự chuẩn bị tốt. Vì buổi tập huấn cán bộ sẽ hỏi một số câu hỏi trọng tâm, yêu cầu người tham gia sẽ trả lời, dựa vào đó đánh giá mức độ hay đạt hay không đạt để quyết định cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm á chị.
À, có nghĩa là bây giờ là em phải học trước, rồi đọc mấy cái kiến thức về những gì phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm rồi mới lên đó tập huấn được, đúng không anh? Dạ đúng rồi chị. Bởi vì hiện nay nhiều người dân, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp, xem nhẹ kiến thức về kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cho nên xảy ra nhiều vụ việc hậu quả khôn lường, đến lúc mọi chuyện xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa. Trước tình hình vụ cháy ngày càng gia tăng nên chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các công tác huấn luyện nghiệp vụ một cách sát sao. Bên cạnh đó, chị lại kinh doanh về dịch vụ ăn uống thì an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề mà đặt lên hàng đầu, nên là chị phải có những cái kiến thức thiết yếu á chị. À dạ, em hiểu rồi, nhưng mà bây giờ cho em hỏi là nếu mà mấy cái tài liệu đó rồi em phải lấy ở đâu? Em lên trụ sở của phòng cháy chữa cháy em lấy luôn hay sao anh? Không cần đâu, bên chúng tôi sẽ gửi tài liệu về tận nhà theo địa chỉ của hộ kinh doanh của chị. À, dạ, nếu mà được như vậy thì tiện quá. Dạ, vậy cảm ơn anh nhiều ạ. Với lại là lúc khi mà chị nhận tài liệu thì chị vui lòng thanh toán cái số tiền là 1.090.000, trong đó bao gồm là 490.000 về tài liệu phòng cháy chữa cháy, 600.000 về tài liệu an toàn thực phẩm á chị. Ủa, mấy cái tài liệu này mà cũng phải tốn tiền nữa ha anh? Đúng rồi, đây là khoản chi phí theo quy định và chị chỉ tốn một lần duy nhất thôi. Ngày đến trụ sở thì chị hoàn toàn không đóng thêm một cái phí nào nữa. À, mà anh ơi, cho em hỏi nè, cái khoản phí mà đóng tiền để nhận tài liệu này nè, có bắt buộc không anh? Không, ấy là bây giờ em lên trên mạng, em tìm mấy cái tài liệu liên quan đến phòng cháy chữa cháy rồi an toàn thực phẩm. Em học hết xong rồi tới ngày đi tập huấn rồi em lên trên đó em tập huấn thôi, khỏi cần mua tài liệu có được không anh? Không được, đây là theo quy định. Chứ chúng tôi không có hề tự ý bán tài liệu cho chị, hộ kinh doanh nào cũng phải chấp hành hết. À, dạ, không phải em không có ý nghĩ mấy anh tự ý bán gì, mà tại vì em thấy nó tốn kém quá. Dạ. Chị chỉ cần đóng một lần duy nhất thôi, sau này suốt quá trình kinh doanh sau này chị không cần phải đóng thêm một cái khoản nào hết. À, em hiểu rồi, có nghĩa là bây giờ em chỉ cần đóng 1.090.000 cho tiền tài liệu này, rồi tới bữa nữa em lên là em tập huấn thì từ đây về sau em sẽ không phải tốn bất kỳ chi phí nào liên quan tới phòng cháy chữa cháy hay là an toàn thực phẩm gì, có đúng không anh? Đúng rồi chị. À dạ, dạ rồi, em cảm ơn anh. Vậy anh cứ giao cho người giao tài liệu tới cho em, rồi ngày 30 em sẽ lên em tập huấn ạ. Rồi, chào chị, cảm ơn chị. Dạ dạ dạ, em chào anh. Dạ dạ, em tới trước cửa này chị, chị ra nhận hàng giùm em nha. Dạ chị, đơn hàng của chị nè chị. Nhiêu tiền nha em? Dạ, cái này là 1.090.000. Một triệu 090.000 rồi. Dạ đủ rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi rồi. Tôi có mở ra coi thử á, thì đúng thiệt là bên trong á là cái tài liệu về phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm. Nói chung là thấy mọi chuyện đều ổn hết, không có vấn đề gì. Thì tôi cũng nghe theo lời người kia nói, học các nội dung về phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm để chuẩn bị cho cái buổi tập huấn. Cho đến một tuần sau thì như lịch đã hẹn á, tôi đến tham gia cái buổi tập huấn. Nhưng mà lúc này thì mới ngỡ ngàng bàng hoàng. Bên phòng cháy chữa cháy nói là ngày hôm đó không có tổ chức buổi tập huấn nào cả. Khi mà nghe tôi kể toàn bộ sự việc á, thì bên phòng cháy chữa cháy mới cho biết thêm á, là không hề có chuyện mà họ bán tài liệu, thu tiền của người dân gì hết. Đó, tức là cái người liên hệ với tôi không phải là phòng cháy chữa cháy đâu, mà vốn là một cái kẻ gian giả mạo cán bộ phòng cháy chữa cháy để lừa đảo, chiếm đoạt tiền mà thôi. Vậy là coi như tôi mất 1.000.000, quá oan uổng, chỉ vì dễ tin người quá cho nên như vậy đó. Các chủ cơ sở kinh doanh cần nắm rõ các quy định cần thiết về việc đăng ký kinh doanh, các thủ tục liên quan đến phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm để tránh bị kẻ gian dẫn dụ, lừa đảo. Đối với người dân, nếu nhận được các thông tin liên quan đến phòng cháy chữa cháy hay an toàn thực phẩm, nên chủ động liên hệ với tổ trưởng khu phố hoặc là công an khu vực để xác minh lại thông tin, tránh bị lừa đảo, mất tiền oan uổng. Khi nhận được điện thoại từ người lạ với yêu cầu khác thường, cần thông báo ngay với người nhà để nhiều người cùng biết và từ đó có phương án xử lý, chứ không nên nghe theo lời người lạ dù người đó có tự xưng là ai đi chăng nữa. Và bên cạnh đó, cũng cần lưu ý thêm, hoàn toàn không có việc cán bộ công an hay là cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gọi điện thoại đến người dân yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào.
Tất cả các thủ tục liên quan đều được công khai trên cổng thông tin trực tuyến của Bộ Công an ở địa chỉ https://dịchvucong.bocongan.gov.vn. Xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau cũng vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến, chia sẻ xin gửi về địa chỉ email quen thuộc chuyenganhgiacvn@gmail.com. Còn bây giờ con Huy xin chào và hẹn gặp lại.